Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Radio Cuộc Sống Pháp. Thì lâu cũng lâu rồi các anh bạn của ông xã Dung không có ghé chơi, cũng không có làm gì nữa đó cô chú anh chị. Mấy anh cũng đi làm với lại cũng lễ rồi, cho nên là ghé thăm vợ chồng mình, với lại anh nói là phụ mình dọn dẹp xung quanh nhà hàng đó. Nhưng mà hôm nay trời mưa cho nên không có làm được. Đây là rượu bia và bây giờ mình đem đi bỏ nha cô chú anh chị. Anh bạn của ông xã Dung tới phụ mình dọn dẹp xung quanh nhà hàng á, mà ngay trời mưa mà ổng đi lại. Ổng lại ổng làm ngay bữa trời mưa, mình chỉ bỏ vỏ chai thôi chứ hôm nay cũng không quét dọn được gì. Ơ mặc sao bá? Tu vas couvrir. Et comment on fait? Xe mà để ở ngoài lạnh đó cô chú anh chị, pin đó. Il m'a dit il fait froid. Je me sers pas si souvent. Xe mới sửa xong để hổng rài nó mới chạy cô chú anh chị ơi, mà giờ mà đề máy lên nó pin nó hết pin á, ông xã Dung phải sạc mấy mới chạy được. Ông xã Dung đang đang sạc bình cho xe. Đó, nhà anh bạn Jose thì anh ở gần nhà hàng của Dung, lâu lâu thì anh chạy xuống ăn sáng với ông xã Dung hoặc là uống cà phê. Còn nghe anh Jack á thì nói mấy ông tụ lại với nhau, mặc dù không có làm với nhau nữa nhưng mà rồi cũng nhớ đó cô chú anh chị, đó là cái gặp nhau mấy ông tám tám buổi nguyên buổi sáng. Nói tiếp cái video hôm qua nhà Dung ăn lasagna đó cô chú anh chị, mà hai cái khay đó làm là ăn trưa rồi ăn buổi tối luôn. Thì mình làm thì mình thấy rất là ngon. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Chị sẽ không bỏ cơ chứ luôn. Tu sens, on aura une maladie. C'est quoi la maladie? La maladie de l'eau. Ouais. On va boire que de l'eau tout le temps. On va dire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et si par exemple on dit papa, on veut quoi aujourd'hui? Il va dire du coca. Et nous on dit la, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. On boit quoi donc? C'est sûr, c'est... Tu l'as mis en marche le téléphone? Ah oui, ah oui. Ah, ah c'est un rejet. C'est une chambre à deux. C'est la pire maladie du monde. Non, ça c'est... En fait, c'est... T'as quel autre côté? Le poirier, c'est pas... Ça existe de plus. C'est un truc. Moi, que de l'eau. T'as la pelle là. Non, tu... Pourquoi tu dis comment ça? Je pense que vous sortir facile. Oh, je connais cette pas. Đó, mỗi bữa ăn là nó sẽ hỏi là bữa nay con uống nước gì mẹ hoặc là ba. Thì ông xã Dung trả lời, ông Dung trả lời nó là nước. Đó, nó ngồi nó nhại lại đó cô chú anh chị, nó nói biết chắc là hỏi là sẽ bị trả lời là uống nước thôi. Avant tu vas faire ton char. T'arriveras, tu vas le faire tout seul. Tu vous avais dit bonjour. Oui. Cintia Makocho. Cintia Makocho. Oh, ma paille. Ma paille là. Un gros problème, faut que je fasse avec ta fourchette. Allez, vas-y. Ở trong siêu thị có bán đồ sẵn nha cô chú anh chị, nhưng mà mình mua đồ về mình tự làm, mua thịt, mua này kia về tự làm á thì lợi hơn, mình ăn được hai bữa luôn. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Bà con
faut une... Ah non. Alors? Trop bon. Trop bon. Làm cũng đơn giản lắm cô chú anh chị ơi. Moi ça dépend entre 8, 9 et 10. Je dois le garder dans ta tête. Bà mua hả? Cuối năm rồi cô chú anh chị, thì ở Pháp đang tất bật chuẩn bị cho dịp lễ Noel rồi lễ Tết Tây. Thì ở Pháp thì mình xem tin tức thì họ báo là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 thì ở Pháp sẽ được tăng lương. Ở Pháp á cô chú anh chị, cái lương mà brut á, tức là cái lương chưa có trừ thuế, trừ bảo hiểm và trừ lương hưu rồi này kia đó, là tầm khoảng 1.750 cho một đầu lương nha. Cái đó là cơ bản Dung nói nha. Đó tức là khoảng mình làm 1 giờ đồng hồ là khoảng 11 euro 52 sen. Tức là khoảng 299.000 tiền Việt đi cô chú anh chị, nhân cho 26 á. Đó thì người ta nói là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 làm đi làm một tuần làm 35 tiếng nha cô chú anh chị, thì từ 11 euro 52 sen sẽ tăng lên thành là 11 euro 65 sen, tức là 0.13 sen, tức là khoảng khoảng 3.500 tiền Việt Nam đó cô chú anh chị. Đó là từ ví dụ 299.000 thì tăng thêm 3.500 nó đi, 4.000 đi cho 4.000 đi. Đó là được 333.000 một tiếng đồng hồ á nha cô chú anh chị. Đó thì tính ra cái lương mà làm hàng tháng á, khi mà mình trừ hết luôn một tuần mình làm 35 tiếng thì một tháng á, cái lương mà còn lại mình bỏ vô túi là cơ bản thôi, bình quân thôi nha, ở là 1.388 tức là khoảng 36 triệu tiền Việt thôi cô chú anh chị. Đó mà ai mà muốn làm lương cao hơn thì tăng ca hoặc là làm thêm cái này cái kia đó thì lương cao. Nhưng mà khổ nổi một cái là lương tăng không có bao nhiêu á cô chú anh chị ơi, mà bảo hiểm thì sẽ tăng. Đó, bảo hiểm đó, khi mà mình đi bây giờ á, khi mà mình đi khám bệnh á, có những cái loại thuốc mà mình đi lợi tiệm thuốc tây, thường ngày xưa đó cô chú anh chị mình có cái thẻ giống như thẻ bảo hiểm y tế vậy đó, mình lợi tiệm thuốc tây mình đi khám này kia, mình chỉ cần đưa cái thẻ đó ra thôi, mình không phải trả tiền. Mà bây giờ có những cái loại thuốc thì mình tới thuốc tiệm thuốc tây á là họ bắt phải trả tiền, như là siro ho hay là thuốc cảm đồ này kia đó cô chú anh chị. Ngày xưa là mua không có tốn tiền, nhưng mà bây giờ là mua là siro ho đồ này kia là bắt trả tiền hết. Nhưng mà có những cái loại siro ho đó mình biết á, mình xài thường á, thì mình hỏi nói với bên tiệm thuốc tây thì họ đưa cái loại cũ cho mình, chứ mà còn cái loại mà họ bán á, theo to á, là họ sẽ tính tiền. Đó thành ra là hả, lên lương được bao nhiêu, đó có 13 sen thôi một giờ thì lên bảo hiểm lại cũng vậy rồi cô chú anh chị, thôi vậy khỏi tăng luôn cho rồi. Qui ça? Est-ce que certains y a des jeunes qui font des capricieux par exemple? Je veux des enfants. Ah, est-ce qu'il y a des enfants des fois qui vont? Đừng có gõ cái bàn. T'en avais marre en entendant ce bruit? Ouais. Ça te va bien? Moi, j'en ai mis un beaucoup plus que toi. Ouais, c'est ça. Ça me fait hier soir, allez. Ça va. Ça va pas, ouais. Elle a dit, c'est mieux la dictée, elle a patati patata. Il faut
faut faire le bandage. Prends-moi ma main, il est fort ça. Mmh. Quand t'arrives, t'arrives. Hein. Lưu nó viết chữ như là còng bò vậy đó cô chú anh chị. Nên là ở nhà Dung rảnh là bắt đầu Dung luyện cho nó viết, cứ viết cho nó nghe, nó không phải mình không có thi vở sạch chữ đẹp mà miễn viết đọc cho được á, viết chữ như bác sĩ vậy đó. Ông Lưu ông viết chữ như còng bò á. Cô giáo kêu ở nhà là luyện viết cho Dung. Là viết chữ như còng bò. Đừng có gõ cái bàn cho. Elle a dit, arrêtez de taper sur la table. Ở nhà mà Dung đọc chính tả cho nó viết đó cô chú anh chị. Papa, tu sais que si c'est une chenille, on met le S comme même. Non, une, il y a plus de, il y a pas. Des chenilles, c'est qu'il y en a beaucoup. Ah, même. Đã buổi tối cô giáo lại mua đồ ăn đem về đó cô chú anh chị nhá. Cô giáo nói là Louis nay viết đỡ hơn rồi. À côté de qui tu es toi à l'école? Toujours pareil? Moi je suis à côté d'une fille. Avant j'étais entre deux filles et maintenant je suis à côté d'une fille. Đi học ở bên này á cô chú anh chị nào? Chị quoi s'appelle? Trong cái lớp của tụi nó là đổi chỗ ngồi thường. Quoi s'appelle? Chị Diane. Đứa nào mà nói nhiều là bị đổi dữ lắm. Le petit là? Ouais le petit gars qui a que 6 ans. Mà ở bên này á nha cô chị, con nít mà nó chưa có đủ tuổi vào, ví dụ như con Dung học lớp 1 đi, thì con nít bên này có người chưa đủ tuổi vào lớp 1 nhưng mà ba mẹ xin cho nó học lớp 1, người ta chấp nhận luôn nha cô chú anh chị. Đây một cô giáo trong cái lớp đó là có 22 đứa, nhưng mà cô giáo dạy như vừa lớp 1 và vừa lớp 2 lộn vô vậy đó, để cho cái lớp 2 nó kéo cái lớp 1. Lớp 3 thì lớp 2 thì lộn lớp 3 vô vậy đó cô chú anh chị. Những cái đứa lớn rồi lộn vô chung. RD ici c'est mélange dans la classe CP avec c'est pas CP, c'est un CE2. Oui. Et dans ta classe c'est quoi? C'est E1 et CE2. Après il y a une autre classe que la classe de Eve. La CPCE2. Est-ce voilà. que Non, CPCE2. Ouais. Oui. Ouais. Avant il y avait une grande section. Ouais, ouais, c'est ça change. C'est Lucas le voisin là-bas. Mais il est à la classe. Ah, je te le fais pas bien. Vas-y, j'en veux d'autres. Ouais. S'il te plaît. Par contre, oui, t'es d'accord? En vrai, on est 16 CE1. Non, 16. Si. 17. Aïe! Vous savez, un jour, Lilian est venu au tableau faire un calcul. Il s'est trompé. Ouais. Et alors? Hai đứa nó nói với ông xã Dung á là lúc mà lên bảng làm toán á bị cô kêu lên bảng làm toán nữa rồi chú anh chị, nó nói con lên cơ bản con làm toán là con cứ rung không à. Làm đơn giản mà. Em sáng này ăn có một lần thôi, còn Lu là nó múc hai lần rồi đó, ông xã Dung hai lần. À dì. Sao lại là được sao? C'est ça? Sao là được? T'as dit Charles il a trop le fromage. C'est ça t'as? Ừ, nói tiếng Việt là Charles adore le fromage. Thích ăn. Thích ăn. Fromage. Le fromage. Voilà. Charles mange le fromage. C'est vrai que j'adore les lasagnes. Ah, il y a joué, Charles, arrête de discuter. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian ăn trưa cùng với gia đình Dung. Thì Dung coi cái công thức này ở trên internet cô chú anh chị làm thì cũng đơn giản thôi, mà chủ yếu là mình đi chợ mua đồ nó hơi nhiều, gia vị nó hơi nhiều thôi.
Dung ơi xin chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn có cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé. Dung xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Tạm biệt các bà cô chú. Con tạm biệt bà cô chú các con. Tạm biệt bà cô chú. Tạm biệt con bà cô chú. Nào 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 ăn hết thì rồi không có nói gì kiểu ra. Non, 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 non. 50 plus 40. Mais trop facile! 90. Allô, con tạm biệt bà cô chú đàng hoàng. Tạm biệt con bà cô chú. Chú. Thế chú về bà cô chú, em xin chào bà cô chú. Cuối. Hôm nay vừa về bà cô chú. Vâng, bà cô chú đăng ký kênh làm ơn. Đăng ký kênh làm ơn. Non, 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 non. Chú chúc ông bà cô chú đăng ký kênh làm ơn. Hôm nay ông bà cô chú đăng ký kênh làm ơn. Đăng ký kênh. Oubliez pas de vous abonner. Alors Louis, tu mets quelle note? Toi tu mets la note de combien? 10 sur 10. Moi je mets un 10 sur 10. 9. 9? Ouais. Mais ça c'est bien comme note. Ok, ok. 9 sur 10, c'est bien là. Hein? Một cái khay này là ăn là còn con gốc này thôi chứ. Vậy Dung còn cái khay nhỏ nữa tối thì cho tụi nó ăn tiếp. Là Dung gì? Không? Dung xin tạm biệt ông bà cô chú, cô ông bà cô chú anh chị và các bạn yêu thích gia đình Dung thì cho Dung xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh nhé. Dung xin cảm ơn rất nhiều. Daddy.